Vĩnh à, anh em ơi, lo nó leo quá, leo thành tâm chạy bắt luôn anh em ơi. Giờ này cũng còn hơi sớm anh em, mới có 8 giờ rồi. Con này không biết, cái con nền quá anh em ơi, cái chân ướt nhẹp à. Quá trời, mới giờ này mà sương mù quá trời anh em ơi, đứng im ru gió. Đứng im ru gió, anh chị nó leo quá nghe nè. Trời đêm nay cũng còn chớp quá anh em ơi. Cũng yếu chứ không nặng nha nè. Gặp sương mù này nữa, trời lạnh quá, chim cũng đi chắc cũng yếu quá anh em ơi. Phát đầu tiên mình mẩy ướt nhẹp anh em thấy không? Có con nào đâm nữa không? Giờ này đứng gió quá. Đứng gió mà đổi hướng nữa nghe anh em. Phải thuận gió thì ngon nè. Rồi, Thanh Tâm up video ha, có Thanh Tâm quay tiếp cho anh em xem ha. Dính nữa anh em ơi. Cái gì đây? Ồ, quắc anh em ơi. Ngon lành, cành đào leo. Chạy đâu cho khỏi. Đứng gió anh chìm leo quá leo anh em ơi. Nè, thông cảm chịu khó coi ha. Cái đèn led của Thanh Tâm tự nhiên nó không mở luôn anh em ơi. Tắt queo luôn rồi. Trời đêm nay cũng đứng gió ấy mà cũng chớp quá anh em ơi. Vừa thời tiết sương lạnh rồi chớp chớp chân này chim đi cũng yếu này nè. Leo mà nó gói luôn, lọt luôn rồi, lọt cánh vô luôn rồi. Đánh quắc ồn quá chắc hồi Thanh Tâm tắt luôn anh em ơi. Quánh thấy ồn quá ồn. Quắc bên này đi yếu, thường 7-8 giờ đâm. Giờ này tới 10 giờ nó chịu đâm. Ồn quá, ghẻ anh. Không có giá nữa, quánh ồn quá, sợ mấy chim khác nó không đâm luôn nè. Rồi, Thanh Tâm bỏ túi luôn anh em ơi. Rồi, con quắc con chích nha anh em. Thanh Tâm múc video có gì Thanh Tâm quay tiếp cho anh em xem ha. Chào anh em ha. Năm nữa rồi anh em ơi. Ừ, cái gì? Trời, trời, nó đứng trên viền anh em ơi. Gặt viền. Chạy hả mày? Dính rồi. Leo quá leo anh em. Đứng gió đầm không chảo rồi nè, đứng trên viền nó ngồi luôn. Ghê thiệt. Một trăng lên nha anh em. 2 giờ anh em ơi. 2 giờ một trăng lên đó nghe nè. Tâm bỏ túi luôn anh em ơi. Chìm này rồi, sương quá sương rồi anh em ơi, nặng chì lứ luôn anh em ơi. Vũ tới đâu nước ướt tới đó luôn anh em ơi. Kiểu này chim đâm cũng yếu nữa anh em ơi, chắc sáng chim nó mới đâm. Chim đâm mới mạnh nha anh em. Rồi anh Tâm up video ha. Bốn giờ nè anh em mới đâm nữa nè anh em. Trăng lên cũng khá cao luôn anh em ơi. Quá trời sương luôn rồi. Anh em nhìn thấy lúa mà sương cả đó là anh em biết rồi. Sương đi ướt giò dính sình luôn anh em ơi. Chắc Thanh Tâm up video sáng báo kết quả cho anh em xem luôn ha. Chào anh em ha. Anh em ơi, anh em nhìn mùi sương rồi nè. Mùa sương còn hơn mưa, nó đất chèm nhẹp, Thanh Tâm cũng ít chạy luôn anh em ơi. Nên là cũng báo kết quả cho anh em xem luôn.
quá nè, anh em nhìn nè, sương nè, ghê không, sương mù không anh em, sáng đêm luôn, sương này tới sáng chim nó mới chịu đâm nha anh em, nên là nó cũng kém, Thanh Tâm cũng không có quay cho anh em xem nữa, Thanh Tâm cuốn lo rồi hết rồi nè. Thường thường thì sẵn đây Thanh Tâm cũng nói cho anh em luôn ha, nhiều anh em cũng mới vào nghề cũng chưa có biết ha, thì anh em nên lựa cái lo chép. Đây anh em nhìn kỹ ha, cái lo chép có mũi tên nè, quánh chích mấy chuẩn nha anh em. Còn những con số này thì để Thanh Tâm giải thích cho anh em hiểu ha. Đây anh em nhìn, 1 số 2 số 3 thì Thanh Tâm ở đây quánh ba cái lo chép, ba cái tiếng chích khác nhau, thì một cái đường dây ngắn, một đường dây dài. Thì dây số 1 là đường dây ngắn, dây số 2 là đường dây kế tiếp, dây số 3 thì Thanh Tâm không để lộn lo được nha anh em. Anh em nên làm dấu ha. Dây dài nhất thì Thanh Tâm quánh cho số 3 ha. Số 1 dây ngắn nhất. Và một cái máy của mình á, cái máy của mình thì anh em nhớ quánh máy nào á thì anh em gắn đúng trong dây đó vô cái máy đó. Đừng quánh lộn xộn nha anh em. Anh em quánh lộn xộn là chỉ đói thôi chứ không có ăn thua gì nó nữa đâu. Rồi sẵn đây hôm nay Thanh Tâm báo kết quả cho anh em xem luôn ha. Này Thanh Tâm quánh quắt nữa, mà quắt tới 10 giờ đâm được con một, Thanh Tâm tắt luôn anh em ơi. Quá trời ồn anh em ơi, Thanh Tâm quánh chích luôn. Đây là được 2, 4, 5 con chích. 5 con chích con quắt nha anh em. Thấy đầm con một thấy yếu quá rồi Thanh Tâm tắt luôn. Quắt nó, con chích nó không dám đầm luôn nha nè. Thanh Tâm quay là quánh chích luôn. Quắt chỗ Thanh Tâm thì nó chưa có sung. Chưa có sung nhiều nên là quánh cũng yếu quá. Thanh Tâm bỏ quánh chích. Thì hôm nay thành quả gì cũng quá ok nha nè. Nghe em nhìn. Sương thấy sợ không? Cái này là sáng nó có ánh sáng anh cũng... nắng rồi đó anh em ơi, còn nãy là lứ Thanh Tâm đi dỗ vũ vậy nè, cho nó gớt xương nè anh em thấy không, đó, cho nó gớt xương á. Cho nó gớt xương xuống, ăn nó nhẹ lứ là nè, quá nặng lứ, Tâm dỗ cái ướt áo chừng nè anh em thấy không. Rồi, anh Tâm xin nói lời chào với anh em ha, hẹn gặp anh em clip sau ha. Anh em nào thấy hay, nhớ nhấn like, nhấn đăng ký và đừng quên nhấn cái chuông nha anh em. Giờ Thanh Tâm xin nói là chào ngái anh em ha. Chào anh em ha.